chào các bạn, mình là Sơn đến từ Sport House. Ở những video lần trước, chúng ta đã cùng nhau đánh giá về cây vợt ProStab 97L Counterweight. Và hôm nay thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn một phiên bản nữa trong dòng vợt ProStab, đó chính là ProStab 97L phiên bản Limited. Nói về sự ra đời của cây vợt này thì nó được lấy cảm hứng từ cây ProStab 97 Autograph, một cây vợt được chính Federer cùng thiết kế và sử dụng trong khi thi đấu. Và phiên bản màu sơn trắng đen này được ra mắt vào khoảng tháng 6 năm 2018, được Federer sử dụng lần đầu tiên tại giải ATP 250 Stuttgart ở Đức, cũng như trong suốt mùa giải sân cỏ sau đó và cho đến tận Cincinnati ở Mỹ. Về thông số cơ bản thì có lẽ là không phải bàn nhiều, khi mà mọi thứ vẫn được giữ nguyên giống như ProStab 97L Counterweight. Vẫn là mặt vợt 97 inch, mật độ dây 16-19, trọng lượng khung vợt 290g và độ cân bằng là 6 điểm nhẹ đầu khi chưa căng dây. Về màu sơn thì hai bên thành vợt và chữ Winsơn bên cạnh đã được sơn lại thành màu trắng. Nhìn tổng thể thì cây vợt này có phần nổi bật hơn phiên bản cũ. Vậy thì hai phiên bản này có gì khác nhau hay chỉ là đơn giản thay đổi về màu sắc? Thì điểm khác biệt lớn nhất đó chính là 97L không sở hữu công nghệ Counterweight, một công nghệ đình đám mà Winsơn mới cho ra mắt trước đó. Rất nhiều người chơi đã nói với tôi rằng là họ thích phiên bản không có Counterweight hơn. Khi đánh một cây vợt không có Counterweight thì họ cảm thấy lực bóng mạnh hơn, cảm giác bóng tốt hơn. Và theo cá nhân tôi thì có lẽ điểm mạnh của Counterweight cũng chính là điểm yếu của nó. Việc hấp thụ tốt, rung động khiến cho lực bóng bị triệt tiêu bớt và làm giảm cảm giác khi tiếp xúc bóng. Điều này thì ảnh hưởng khá nhiều đến người chơi tennis không cần nhiều độ êm mà thích sự thật tay, hay những người chơi ưa thích về cảm giác bóng. Và có lẽ Winsơn cũng đã biết lắng nghe ý kiến của người chơi và cho ra mắt phiên bản 97L, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Và theo đánh giá của nhà sản xuất thì việc loại bỏ Counterweight khiến cho khung vợt cứng hơn, lực đánh bóng mạnh hơn. Tổng kết lại, với những ai thích một cây vợt êm ái thì 97L Counterweight vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Còn với những người chơi lâu năm ưa thích cảm giác tiếp xúc bóng thì 97L là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Vậy ý kiến của các bạn về việc có công nghệ Counterweight hay không có công nghệ Counterweight này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết. Và hiện tại thì Sport House có cả hai phiên bản, đó là 97L và 97L Counterweight. Và quý vị cần hỗ trợ, vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đến số hotline hoặc truy cập website sporthouse.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.